Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình là Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi đến video hôm nay thì mình xin chúc mừng tất cả anh em theo mình ấy quả kèo gọi là nhận một tỷ con Lebula nha, và con Aken này. Đây Aken mình có thể kéo xuống này. Đây con Aken rồi. Đây. Các bạn có thể thấy là nhận 2 tỷ rưỡi con Aken nha. Con Aken này giá nó cũng nó nít đi sàn nhưng mà giá nó cũng bình thường thôi, nhưng mà đặc biệt cái con Lebula này, được chưa? Nó được lít lên con Banca Swap ấy, thì vẫn lúc gần tối ấy, thì mình có check ấy, thì là giá nó đang nó rất bay luôn, được chưa? Thì với cái con thứ hai nữa là con này IOV này, thì mình đang check để xem rút được không, được chưa? Thì lắm anh em bảo là rút được, nên là bảo mình thử xem là check xem mà có rút được không, thì hiện tại là mình đang check nha anh em, yên chí vậy. Còn bây giờ mình nói chính về cái video này là mình sẽ hướng dẫn anh em rút cái con Lebula này như thế nào nha. Thì con check mình cũng để phần mô tả, thì anh em vào phía trước cho mình bây giờ. Rồi anh em sẽ vào Bancassurat của mình đây. Đó. Đây như các bạn có thể thấy đây, thì các bạn chờ một lúc để cho nó load ăn. Rồi bắt đầu vào cái giao diện chính của con của cái thằng sàn Banca Swap, bạn ấn ấn phần exchange cho mình nha, exchange cho mình nha. Thì lắm bạn bảo là không biết rút về USDT hay là dùng con này không biết để làm gì, được chưa? Đấy các bạn có thể swap sang cái con khác để các bạn gọi là đổi sang ví dụ như ATM hay là USDT tùy các bạn, được chưa? Đấy thì mình hướng dẫn anh em một swap con khác thôi. Rồi các bạn sẽ dán con check vào đây cho mình. Ấn vào BLV xong trên dán con check nó vào. Con check mình để một phần mô tả cho anh em dễ tìm nha. Rồi. Đây các bạn kích thẳng vào đây cho mình thì hiện lên ngay. Đó. Của mình là 240 tỷ cơ. Đấy chưa? Thứ nhất là mình mua nhiều, thứ hai là một một phần do red nữa. Red thì mình cũng tầm mấy mạng thôi, nhưng phần đa là mình mua nhiều, nhưng mà lãi được tầm 50 đến 100 đô, khá là ấm, được chưa? Đây các bạn có thể kích vào đây này để đổi sang. Hiện tại nó cho đi cặp với cái thằng BUSD với thằng BLV nhá, thì mình đổi sang USD cho nó, anh em cho nó vẫn biết giá thực của nó, chứ còn BLB thì cũng còn mờ mờ lắm, chưa vẫn mắc cho mình nha. Đó thì của mình là đây, thì lúc đầu giờ chiều nó còn lên 90 100 kìa, 100 đô kìa, được chưa? Nhưng mà đến thời điểm giờ lại xuống rồi, cứ lên lên xuống xuống như vậy, được chưa? Thì hiện tại là mình quá nhiều luôn, quá nhiều nên là nó bắt swap 2 lần, được chưa? Bây giờ mình sẽ bớt một số đi cho anh em xem, được chưa? Bớt một số đi thì là có hiện lên swap ngay. Đấy, hiện nên là nó bắt swap ngay, có nghĩa là mình phải swap 2 lần rồi vì mình nhiều quá, được chưa? Thôi mình cứ để mình hold vậy, còn anh em nào có hold con này thì cứ để vậy, thì nó lên thì anh em sẽ bán, được chưa? Cứ từ từ bán vội làm gì, được chưa? Cũng không, không cứ để đây tết rút điện thoại cho nó rực rỡ, được chưa? Theo mình có kèo tết rút điện thoại chứ đừng bán làm gì, nó còn lên để tiếc, được chưa? Đó các bạn, nếu bạn nào mà thích bán ấy, thì có thể ấn vào nút này và swap lên, nhưng mà đặc biệt phải có phí ga BNB để các bạn swap với nha, được chưa? Còn cái con Aken kia cũng thế thôi, nó nhưng mà Aken kia giá hơi bèo một tí, được chưa? Rồi đó, thì cái video này thì mình cập nhật hai con đấy là đã ly sàn Banca Swap. Anh em nào mà đi theo mình ấy, thì có thể vào swap đấy để đổi sang USDT vào ATM hoặc đổi sang cái đồng coin khác tùy anh em, được chưa? Còn có mình thì mình để hold, khi mà nó lên giá to thì cho nó vỡ trận luôn, được chưa? Bây giờ chào tất cả mọi người nha.